tới tối mình lấy ra mình đi chơi, chở đào đi phè phẩm vẫn ok, đúng không? Đó, xong rồi thả đào về nhà vẫn ok. Xong rồi xong mình ghé ngoài, con này con ghé đâu kệ tôi đi. Cuộc đời không như tốt hết. Bà biết chìa khóa dách ngàn bao nhiêu tiền không? 15 triệu. Nó chém tôi 15 triệu chìa khóa dách ngàn á. Còn chìa khóa này chắc nó chém mấy chục luôn. Cái này rẻ mà anh. Mày biết làm không? Đưa em làm cho, cái này em làm hoài à. Mà tao ghê ghê. Khóa chìa khóa mà đâu cũng có được thì mày làm cho nhiều người, nó tới cướp xe tao sao? À, chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của Duy Nguyễn. Như các bạn đã biết, năm 2020 là cái năm mà mấy ông thầy bói á, nó coi là năm tam tai của Duy Nguyễn. À, bị rất là nhiều cái chuyện xui xẻo mà đời người có thể là có người ta gánh không nổi luôn các bạn. À, trải một khoảng thời gian dài, con Mercedes 7 tỷ của Duy á, nó bị tai nạn trên cầu Rạch Chiếc. Mà có những clip Duy cũng chưa có chia sẻ cho các bạn về câu chuyện của nó đi tới đâu về đâu. Nhưng mà đó là cái nội dung của những video sau này đi. Ngày hôm nay nó còn cái biến ngang của Mercedes trắng. Mà trước cái biến Mercedes trắng nó có hai cái biến của Mercedes xanh. Tôi nói thiệt với bạn luôn ấy, cuộc đời tôi năm nay cái gì đâu á, mẹ nhà cửa xe cộ đồ tè le hốc me hết. Bây giờ các bạn xuống dưới hầm đi, không có con Mercedes dưới. Mấy em nhân viên sáng làm thắc mắc không? Đó, hôm qua về mẹ chửi quá trời luôn, tưởng đâu Duy Nguyễn nó thua lỗ bán xe. Ai cũng hỏi hết á, lý do rất là nhảm các bạn, lý do rất là nhảm và rất là bực. Mà hôm qua Duy Nguyễn cũng rất là bực bội nữa, mà đây là một cái câu chuyện thực tế, một cái chia sẻ thực tế. Tôi không tin rằng trên đời này con Mercedes 7 tỷ mà nó cùi bắp như vậy. Thầy luôn. Để bữa nay đi, tôi quay xong vlog này, sẽ quyết dùng Mercedes xong rồi tôi lôi về gara, tôi mổ xẻ nó ra rồi. Mày cùi bắp. Tự nhiên cái tính năng massage ghế nó mất không nói nha. Mình đi chạy xe ngồi đau lưng thấy bà bồ bịch ghế gú đồ các kiểu, đi đường dài ra Hà Nội, lộn lộn ra Đà Lạt đồ, massage ghế tự nhiên bị hư. Cái đó coi bỏ đi. Không nói, mà anh này mới tức nè. À, bữa trước là sau quá trình mà đi chơi đêm rồi này bay nhảy gãy gú đồ. Rồi cái chìa khóa Mercedes của Duy bỏ trong cái quần jean. Đó, xong rồi cái về cái gì ở dưới quê lên gom đồ đi giặt. Gom đồ đi giặt mà không có biết trong túi có tiền có chìa khóa không, giặt bà đó chìa khóa luôn. Giặt cái chìa khóa mẹt luôn mà. Nhưng mà nó hư, nó không hư đâu. Tới tối mình lấy ra mình đi chơi, chở đào đi phè phẩm vẫn ok, đúng không? Đó, xong rồi thả đào về nhà vẫn ok. Xong rồi xong mình ghé ngoài, con này con ghé đâu kệ tôi đi. Ai cười cái gì, anh nói anh chở đào về rồi nha, em hiểu không? Anh chở đào về rồi vẫn ok, xong rồi anh mới ghé. Nhưng mà ghé đâu thì kệ tôi đi, các bạn biết ghé đâu thì comment đi. Rồi xong rồi sau khi ấy xong, tôi quay lại cái xe tôi mở không được, mà hên mở không được bạn, má nóng điên mà mình luôn, nhấn tiệt nhấn đúng như khùng vậy đó, mở không được. Xong rồi lấy chìa khóa cơ ra nhét vô dặn cạch mở cũng không được luôn. Má tin nổi không? Thôi thì cũng không, mà có cái bom tôi quất nổ bà cái xe luôn, tức chịu không nổi luôn đó. Làm hết 15 phút đổ mồ hôi vã lên hồn luôn, hên xe để trong hầm mà cũng hên, nói chung là cũng có hên mà. Vá gặp dưới đậu ngoài đường là thấy mẹ rồi, để trong hầm. Xong hồi tôi phải chơi từ chiều cuối, bút ráp đi về. Má bút ráp đi về, về tới nhà mẹ xanh mặt luôn, còn tưởng ông này bị cướp xe. Thế dạo này nhiều trẻ trâu nó nói là anh Duy Nguyễn ra đường cướp xe anh. Nên mẹ tưởng đâu bị cướp xe, mẹ cũng khá là lo lắng. Mà sáng mà tôi cay cũng tức chịu không nổi luôn á. Tôi nói mà nếu mà nó hết pin á, đúng không? Nếu mà nó hết pin thì nó phải có một cái gì đó nó từ từ thôi. Ông có chứ gì cái khi khô gì thì theo phải pin không, hay là bị giặt xà bông vô nó hư mẹ mạch rồi. Tôi cũng chưa biết nguyên nhân luôn. Mà bữa đó nó xui giả man, bình thường á đúng ngày hôm qua luôn là tôi móc cái chìa khóa xe cua tôi để nhà rồi. Tôi 4 chìa khóa lần ba giống nhau hết, hai con đó, hai con 4 chìa khóa gara bỏ còn 3 chìa, tức là còn 2 chìa. Wow. Tức là anh còn 2 chìa nữa, là cộng với cái chìa là 3 chìa, bỏ lủng cụm ở trong cái vỏ nó nặng quá. Xong rồi cái mình lấy 2 chìa ra, mình bỏ nhà, mình cầm chìa đi thôi. Mẹ đúng toan ngày hôm qua luôn. Nên cây cú tức không nổi. Mà xong rồi chưa kể đâu, đi ráp về. Đi ráp về, mình bút ráp vô gặp nội kia.
chạy pha điêu xám, chạy pha điêu xám bị số đẹp ba gì mà 01110 gì đó, số đẹp lắm. Xong rồi móc điện thoại ra, nó gọi cho mình gõ cửa cụp, nói tôi nè, tôi đi xe nè, cái đâu có sao anh biết em hay vậy. Mày đặt trên Grab thì nó hiện cái biển số xe chứ nó hiện luôn pha điêu xám rồi, ông chạy đâu nữa. Mà giữa đồng không mong quạnh tôi thui gì có mình ông chứ ai nữa. Yes. Hỏi vậy đó. Xong rồi vô pha điêu ngồi, tôi không muốn nói cảm giác. Tôi không muốn nói cảm giác bạn ơi. Mất công đụng chạm tới tôi có một nhân viên nó đang kiếm chóp trong pha điêu, nó ngồi nó làm nó quậy pha điêu ghê lắm, nó đụng chạm nhạy cảm nó không nói được. Nhưng mà tôi buổi chiều đi mạc này nọ, khuya đi về pha điêu, cảm giác là chắc mình tôi có rồi đó. Mà cảm giác đó không chán bằng cảm giác tài xế từ lúc mà đi đoạn đường nó lấy tôi 200 ngàn, nó không nói một câu nào luôn ông nội. Nó chạy theo Google, trời ơi, nó thôi thôi mày, tao chỉ đường cho mày đi mày. Nó chạy Google, nó đi vô mấy cái đường hẻm, đường phải hẻm mà đường nhỏ, đường số á. Tao nói, tao nói thiệt với mày nha, mày chạy đàng hoàng mà nghe lời anh đi. Mày chạy vô mấy này tối nó cướp taxi bây giờ nè. Trời đất ơi, giờ mấy vụ cướp cổ taxi rồi đó biết chưa. Nghe nói sợ quá chạy ra ngoài luôn. Trời ơi, tài xế nó không nói một câu luôn rồi. Mà giờ pha điêu cũng nhiều thế, đó là cái câu chuyện của taxi tôi không nói nữa. Mà chiều nay tôi chuẩn bị tôi đi lần nữa nè. Tối nay chứ, tôi giải quyết xe chứ, chiều nay tối nay gì đó. Mà tôi điên lắm rồi. Thì tôi mới thắc mắc rằng tại sao chịu hóa cơ mà không được. Vậy là tôi something wrong hay cái xe nó something wrong. Ồ, mấy bạn đợi đi, sẽ có clip nữa. Tôi về tôi tức lắm, tôi đem cái xe ra tôi mở. Hôm qua tôi mở, nó văng cái cửa ra vậy nè. Nó văng cái tay cầm vậy, tôi kéo cái cầm sợ nó gãy luôn á. Nó sợ gãy, không có lại gãy mẹ cửa rồi nè. Cửa tự nhiên, tôi buổi tối lá chim. Xong rồi tự nhiên sáng vậy, nào đóng cửa lại mấy cửa kẹt cứ ngắt luôn. Tôi giật hồi gãy cửa luôn. Thế gì tập cái dạo này nó sao sao á. Nhớ mình tập gym cũng nặng mà các bạn, đâu có tập nhẹ đâu mà sao tự nhiên sức mạnh sung quá. Đó. Nên bây giờ nè, tôi cho bạn coi nè. Tôi thay pin luôn, tôi điên rồi. Tôi phải làm là video, tôi lịch sử, tôi chứng minh, tôi nói chuyện với mẹt mới được. Nè, đây là chìa khóa tôi nè. Chìa khóa cơ nè. Hôm qua nè, tôi ngồi tôi nhấn từ lưa nút đây không có tác dụng gì hết. Mở cốp, mở kiết không được luôn. Rồi, xong. Pin á, không biết có hết không, tôi không biết luôn nữa. Cứ cho là hết pin đi. Bây giờ có hai nghi vấn chìa khóa này. Một là hết pin, hai là bị giặt xà bông banh bại chìa khóa rồi. Mà hả, tôi nói thiệt với bạn á, giặt xà bông mà banh chìa khóa là cả viên mẹt nó chuẩn bị nó chém tôi nữa nè. Cuộc đời không như tốt hết. Bà biết chìa khóa dách ngàn bao nhiêu tiền không? 15 triệu. Wow. Nó chém tôi 15 triệu chìa khóa dách ngàn á. Còn chìa khóa này chắc nó chém mấy chục luôn. Cái này rẻ mà anh. Mày biết làm không? Đưa em làm cho. Cái này em làm hoài à. Mà tao ghê. Má chìa khóa mà đâu cũng có được thì mày làm cho nhiều người nó tới cướp xe tao sao? À, giờ tôi thay pin cho bạn nè, thay pin chìa khóa cơ trên mạng dạy nhiều rồi tôi không nói nữa. Móc hôm qua tôi mở nè, mở cũng nát nước, mở không được luôn. Tức. Xong rồi giờ kiếm nào nhấn mẹ vô đây đi. Đó, văn nắp ra. Ok. Cục pin nè, mới cáo luôn, có bị gì đâu. Tôi nhìn vô tôi hửi ra. Không có mùi xà bông, có mùi bọn giặt thôi à. Nè, cục pin mới cáo luôn. Đồ thưa thưa luôn, pin này á. Pin này 83, 84 vẫn biết mã gì á. Kệ đây, pin này của pin thay nè. Nó mạc nè, pin chính hãng luôn. Đời tôi không bao giờ xài đồ lô hết á. Chửi tôi ngu này nha. Thế nào các bạn chửi tôi ngu ở đây ra ngoài đồ Trung Quốc bán rẻ đồ. Nè, pin chính mạc đàng hoàng. Hồi kỳ tôi mua thay cho con đen á. Giờ cứ là chơi trắng luôn. Cây cú. Chết mẹ nãy mặt nào trong ta. Thôi gắn đại đi. Như nãy vậy nè. Như mặt này úp vô trong đúng không? Đúng rồi. Tối nay phải cầm hết 3 chìa khóa cái đi luôn. Con này mà lỡ hư còn hai kia. Mà còn mở không được nữa thì kêu xe cẩu luôn. Điên thiệt. Mà biết tại sao, tôi cũng biết tại sao nữa. Nhưng mà tôi là người trải nghiệm qua vậy đó. Bữa nay thêm cú nữa nè. Nên tôi nói với bạn, cuộc đời sao tôi hiện đại nó hại điểm. Nếu mà cái tình cảnh hôm qua là hên tôi Sài Gòn ở đây mà tôi nằm trong rừng thì sao? Hoặc là đi phượt, đi phiết rồi sao? Mà đâu phải bị ban ngày, bị tối khuya. Thế mới căng như. Nên vụ xe cộ này nó làm tôi bực mình quá. Nên thôi tôi là hôm nay là Duy Nguyễn quay một cái video để làm chứng cứ cho những lời mình nói và những lời mình nó gọi là nó trải nghiệm qua cái đó. Để ngày mai, chiều nay đi, tôi coi cái xe tôi nó bị cái gì để tôi khắc phục cho nó được. Chứ cái chuyện chìa khóa là chuyện cực kỳ siêu lãng luôn. Nên bây giờ thôi kinh nghiệm vậy.
pin thì có thể nó hết thường xuyên đúng không, không biết nào nó hết, nó nóng báo thôi giờ mua sẵn này bỏ ba lô để sẵn đi, nếu có hư lấy thay tại chỗ. Chìa khóa cơ kỳ cục quá, tôi cũng hiểu nổi nữa. Đây chìa khóa cơ đây, chìa khóa cơ dùng để mở cửa khi cấp cứu, thằng bán mẹt nó nói như thế. Nhưng mà hôm qua tôi mở không được, tôi mở bằng nhiều cách cũng không được luôn đó, mà tôi không dám dùng lực mạnh quá sợ gãy cái cửa, tại vì tôi đã làm gãy một cái cửa một lần rồi đó. Cảm ơn các bạn theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ kinh nghiệm kiến thức thực tế tiếp theo. Hay thì mua súp đi ba, lái xe là đương nhiên rồi, coi chùa hoài.